Cô xin kính chào tất cả quý cô chú, chào mừng quý cô chú quay trở lại vườn bonsai Thanh Nhàn. Thì hôm nay em Nhàn tiếp tục giới thiệu đến quý cô chú một cái lô cây mới luôn của cô chú ha, gồm một số cái trang trang vàng, cây lớn ha cô chú, và một số cây trang sen mới về luôn, rồi có một số cây thành phẩm chơi liền luôn. Rồi con mời quý cô chú cùng gặp em Nhàn để mình giao lưu ha. Rồi anh chào nhà ha. Rồi, chào anh Khánh, chào toàn thể cô chú anh chị đang theo dõi kênh Bonsai Lục Đỉnh Miền Tây. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ shop ha. Hôm nay cũng ngày mới ha, đầu tháng chạp âm lịch, thì cũng tháng 12 Tây ha, cũng ngay ngày Giáng sinh ha. Thì hôm nay nhà vườn cũng chúc cô chú anh chị mình đón một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc ha. Thì chúc sức khỏe cô chú anh chị. Rồi, Thì cảm ơn em mời cô luôn. chú anh chị vào xem chi tiết cái clip ngày hôm nay ha cô chú anh chị. Thì cũng gồm có một số cây trang ấm tàn, sam trái, bẻ sữa định hình và phôi trang ha cô chú anh chị ơi. Thì hôm nay đầu tiên thì cái mã hôm nay là mã ép ha cô chú anh chị. Tiếp theo của hôm trước là mã ép ha. Mình có cái mã gì mình dễ phân biệt ha cô chú anh chị. Rồi mã ép. F1 là một cây trang vàng lá nhỏ ha. Đây, hoành ngay đây là nó 20 cm ha cô chú anh chị. Rồi. Rồi hoành cũ đặt này là 30 ha. Đế cũng rất là đẹp ha. Cây này thì cô chú anh chị mình về thay chậu đẹp là mình chơi Tết được rồi. Cao là 20 cm. Thì tán ngang là 26 ha. Cây bẻ sữa cũng mới bẻ sữa ha cô chú anh chị mình về ra nắng nó chở lá lại thì nó xanh nó đẹp ha. Đó, cây đầu đầu clip này mình giao lưu với cô chú anh chị mình là 900 ngàn ha. Rồi. Clip đầu tháng này mình bán cái giá cũng mềm mại cho cô chú anh chị mình dễ ủng hộ nha cô chú anh chị ơi. Mã số là F1 nha cô chú anh chị. Giá đặc biệt ha, cho cô chú anh chị mua về chơi Tết. Rồi, 900 em ha. Cây này form trực lắc luôn nha cô chú anh chị, có thể mình nuôi cây đường dài được ha. Rồi, đổi luôn nha. Xin đổi cây cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo là cây mã F2 ha cô chú anh chị, lên một cây trang vàng nữa đi ha Xem cô chú vàng anh luôn chị nha. ơi. Rồi, cái form cây cũng rất là đẹp ha, cái dáng nó cũng lắc lắc ha cô chú anh chị. Rồi. Rộng cong chữ C ha cô chú. Lắc nhẹ ha. Rồi hoành mình đo ngay vị trí cổ rễ này nó được là 19 ha cô chú anh chị ơi. Rồi 19. Đế cũng rất là đẹp ha, cái cây này thay chậu là chơi cô chú anh chị. Rất là sung cây ha, cao tổng nó là 25 nha cô chú anh chị. Full tán ngang nó cũng 25 luôn cô chú anh chị ơi. Thì mã F2 là trang vàng lá nhỏ nha cô chú anh chị. Cây này xin giao lưu với cô chú anh chị là 800 ngàn ha, bao phí ship toàn quốc. Rồi 800 luôn em hả? Cây shop mình giao lưu là bao ship bao sống nha cô chú anh chị ha. Cái này về thay chậu thoải mái rồi cô chú anh chị. Thay chậu chơi Tết luôn với cô chú. Rồi mã số là F2 Đây, 800k. hôm nay mình khuyến mãi luôn ha, Giờ đầu tháng đầu tháng bán ha. rẻ cho cô chú anh chị mình ủng hộ lấy lộc cô chú anh chị ơi. Rồi em Xin rất đổi mong quý cây. cô chú xem ủng hộ cho em nhàn nha cô chú. Hôm nay có nhiều phôi rất là đẹp cô chú, nhiều phôi Rồi trang tiếp vàng theo luôn. là mã F3 nha cô chú anh chị, là một cây trang đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị ơi. Hàng Đó. cũng lùng lực đế đẹp ha, cốt chi đều thì tàn đã được bẻ sữa ấm ấm mịn ha cô chú anh chị. Rồi hoành cây này nó là 16 nha cô chú anh chị ơi. Nồi đế này đo được là 38 nha cô chú anh chị, một cây tàn ấm áp ha, cao là 20. Rồi full tán ngang là 24. Cây trang mã số là F3, trang đỏ lá nhỏ ha cô chú anh chị. Thì cây này mình xin giao lưu với cô chú anh chị là 700 ngàn thôi, bao phí ship toàn quốc. 700 thôi em ha. 700 bao phí ship ha Rồi. cô chú anh chị, quá rẻ cho coi một cái cây này cô chú anh chị ơi. Về thay cái chậu đẹp là chơi thôi. Xin Rồi, đổi cây. đổi luôn em ơi. À, đã sửa mệnh tàn hết cô chú. Rồi tiếp theo là mã F4 nha cô chú anh chị, một cây trang đỏ nữa cô chú anh chị, cốt chi cũng đẹp luôn, tàn thì cũng mịn màng. Tàn đa trong xe luôn. Rồi quanh tại vị trí này của em nó là 17. Rồi 17 em ha. Đế rất là đẹp ha cô chú anh chị, nội đế nó bằng với cái chậu này luôn. Nội đế là 36 nha cô chú anh chị, chiều cao nó là 20. Full tán ngang nó là 28 nha cô chú anh chị ơi. Mã số là F4 ha cô chú anh chị. Là một cây trang đỏ lá nhỏ ha. Cây này xin giao lưu là 750 ngàn. Bao Rồi phí ship bảy toàn quốc ha. bảy Cái trăm này rưỡi chỉ em là ha, thiếu cái chậu đẹp thôi cô chú anh chị là để chơi đẹp Tết luôn được cô rồi. chú. Dạ. Mình đã đặt chậu rồi nhưng mà có một cái là do
chưa có chuyến xe nên ở trên Bình Dương chưa có giao xuống được cô chú anh chị. Dạ. Ghép đi một chuyến vậy đó nhưng mà chưa có chuyến đi. Một cây sam trái. Sam trái dáng trực ha, tàn đều. Mã số là F5. Cái này cũng khá già nè. Mình cũng bẻ sửa định hình, bữa nay nó bật mầm nè cô chú anh chị, bật lọc mới nè. Dạ. Rất là đẹp ha. Hàng để bàn. Hoành là 13 nha cô chú anh chị ơi. Đây. Rồi, hoành 13. Chiều cao tổng này đo được là 24. Full tán ngang như vậy là 25. Rồi. À, thì cây này mình xin giao lưu là 350.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Giảm giá luôn hả? 350 thôi hả? Cái này thì mình phải đóng thùng mốt đi nữa cô chú anh chị, nó cũng rất là tốn kém ha. Cái thùng mốt rồi tiền phí ship cồng kềnh nữa. Giá cũng rất là dễ chơi nha cô chú anh chị. Giá thời điểm bây giờ bằng thời điểm mua một cây phôi hồi trước thôi cô chú anh chị ơi. Rồi, rồi xin đổi cây. Cây này cũng già cây lắm. Già cây nè, rễ nó xuống tới dưới hết nè cô chú anh chị. Nó sống khỏe rồi. Xem trái mình mua con gì thì mình về mình chơi nó an tâm cô chú anh chị ơi. Cây này cũng độc đáo nè. Rồi, tiếp theo là mã F6 nha cô chú anh chị ơi. Một cây dáng đổ ha, cũng vừa được định hình. Cây này thay vô cái chậu ống cao cao mà nhỏ nhỏ thôi cô chú để nha. Dáng đổ ha, tay cành đều được điểm tròn hết nha cô chú anh chị. Thì cái cây này hoành nó độ khoảng 10 cm đó cô chú anh chị ơi, cũng hơi khó đo ha. Mình nhắm nhắm cũng được. Nhắm cái 10 cm cô chú anh chị ơi, 10 cm dạ. Cây này nhỏ nhỏ. Cao là 16. Full tán ngang như vậy là 26 nha cô chú anh chị ơi. Cái này mình về mình thay chậu ha, cắt cái ống ra mình thay chậu. Mình chơi nha cô chú anh chị, nó cũng ra mầm rất là nhiều ha, nó bật mầm nữa đó cô chú anh chị ơi. Thì cây này cũng giao lưu cô chú anh chị mình 350.000, bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Yeah, mã là F6 nha cô chú anh chị, mình nhớ mã số giùm nha. Yeah. Mình xem clip mà không thấy rõ mình có thể kết bạn Zalo ha cô chú anh chị để mình xem lại cây ha. Rồi mã F6 rồi xin đổi cây nha cô chú anh chị. F7 mình có cái gì đây? Tiếp theo là mã F7 nha cô chú anh chị ơi, cũng là một cây sam trái nữa ha, dáng đổ lắc lượng cô chú anh chị. Cây thì đã được định hình ha, định hình rất là đẹp. Thì cây này hoành nó chắc cũng tầm 10-11 của cô chú anh chị ơi. Rồi hoành này 10 cm luôn cô chú anh chị. Rồi cao thì mình đo cao tổng tới đây là 25 thôi, mình tính 25 thôi cô chú anh chị. Cái đỉnh nó rất là cao ha, khi mình ship đi mình sẽ bẻ nó xuống ha cô chú anh chị cho dễ đóng thùng ha. Full tán ngang là 24 cô chú anh chị ơi. Đó, chi cành đâu đã được định hình ha cô chú anh chị. Rồi cây này cũng giao lưu cô chú anh chị mình 350.000 ha, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi, giá rất là yêu thương cô chú anh chị ơi. Tiền phôi, tiền đóng thùng rồi nó là đủ rồi, cây sống khỏe nữa, quá dễ chơi. Rồi cây tiếp theo là mã F8 nha cô chú anh chị ơi. Nó cũng một cây sam trái đã được định hình ha cô chú anh chị. Này dáng cũng độc độc ha, lên hai cái cốt lớn vậy ha. Rồi hoành cái cây này nó là 12 nha cô chú anh chị ơi. Đây 12 cm ha. Đo cao này mình tính là 25 thôi. Full tán ngang này nó là 34. Một cây cũng đã được định hình sam trái cô chú anh chị. Thì cây này hôm nay cũng giao lưu cô chú anh chị mình là 350.000, bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Rồi 350 luôn cô chú. Xin đổi cây luôn cô chú anh chị. Rồi, tiếp tục luôn mình tới chè phôi ha. Tiếp theo mình lên phôi trang vàng ha. Phôi này là mã số F9 ha cô chú anh chị. Một cái cây già cây ha. Cốt cái mấy cây này nuôi đường dài rất là ok luôn cô chú anh chị. Cây già khủng luôn. Cây già khủng mà to luôn ha. Hàng cũng trước giờ shop mình cũng chưa có bán loại lớn như vậy luôn. Hôm nay mới về được một lô cô chú anh chị. Hoành 28 cm. Cốt rất là to cô chú anh chị. 28 ha. Dạ, nước cho trời cũng trang vàng ha. Cái nồi đế này cũng rất là to. Cái cây này mình nuôi mình chơi cũng đáng đồng tiền của chú anh chị. Cái nồi đế này mình đo được là 60 luôn đó cô chú anh chị ơi. Cái nồi đế. Cốt cành rất là già. Chiều cao tổng này là 21 nha cô chú anh chị. Mã F9 ha. Giá sao đây em ơi? Cây phôi này giao lưu với cô chú anh chị mình 1 triệu ha, bao ship toàn quốc. Một cây phôi nó là quá hoành tráng nha cô chú anh chị. 28 hoành. Nó nứt ra nhìn đã luôn. Cái tay mình ôm vô nè, rất là to nha cô chú anh chị. Đế thì hai tay không giáp luôn.
Rồi. Cái này thì cái rễ treo mình mới cắt bỏ thôi ha cô chú anh chị, là bao không có một lũng gì hết ha, tại vì cái rễ treo nó nằm đè lên rễ này, mình cắt xuống cho nó đẹp. Rồi đổi luôn đó, em ơi, giá F9 là 1 rồi, triệu đổi cô chú ơi, một phôi to khủng luôn, rất là lực. Rồi tiếp theo là mã F10 cô chú anh chị ơi, luôn. Cũng một cây rất là to, rất là lực nữa ha, mà đế đẹp luôn đó, đế rất là đều ha cô nhìn chú anh chị. Ngoài cái da nó đã lắm, cây này ở ngoài nó rất là to cô chú anh chị ơi, nhiều khi mình nhìn trong điện thoại trong clip nó không rõ. Đây vành đo tại vị trí này là 30 nè cô chú anh chị. Rồi 30. Nồi đế này là 50 cô chú anh chị ơi, cao từ mặt chậu lên là 22 đó, cây này rất là to ha cô chú anh chị, một cốt nạc rất là to. Rồi rồi cây này cũng giao lưu cô chú anh chị mình 1 triệu luôn, giá triệu luôn. Cũng là dễ chơi ha cô chú anh chị, cây lớn gì cũng hiếm ha, thời điểm trước mà kiếm được cây lớn gì thì rất là khó cô chú anh chị, đa số người ta bán cây non cây nhỏ không à. Rồi tiếp tục luôn, mấy cây này mà gai bonsai nhìn rất là đã. Rồi, luôn cô chú. F11 của chú anh chị, mấy cây này thì nó ra toàn là phơm tàn lớn không nghe cô chú anh chị. F11 trang vàng lá nhỏ nữa nha cô chú anh chị, cây này cũng rất là to ha, cây này thì hoành nó 23 cm ha cô chú anh chị, ngay đây ha, đây thì xè ra như cái sát cái cổ rễ này nó là 30, xè như cái quạt luôn cô chú anh chị, cao là 21 cm nha cô chú anh chị. Cây mã số F11 ha, cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 650.000, giá rất là dễ chơi cô chú anh chị. 650 ha, F11 cũng rất là to. Rồi, mình xin đổi cây. Rồi tiếp tục luôn em ơi. Rồi tiếp theo một cây mã là F12 ha. Rồi này trang vàng hàng khủng cây, khủng trang vàng ha. Hàng khủng khủng, cây này có thể mình cắt cái đỉnh này nè, mình làm một cái cây bonsai chực lắc ha, chứ cành năm cũng được. Đây là F10, cây này F12 cô chú anh chị, cục cành nó cũng rất là khéo ha cô chú anh chị. 12 F12 nha cô chú. Hoành đo được vị trí này nó là 30 ha cô chú anh chị. Rồi 30 hoành, cao là 19 cm ha cô chú anh chị, cây phơm cành đều ha, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 900k, bao ship toàn quốc ha cô chú 900. Anh chị, mã số F12. Rồi mình xin đổi cây luôn cô chú. Rồi. Anh chị rồi tiếp theo F13 ha, 13 một cây phơm chiếc lắc của chú anh chị. Cây này cô chú anh chị mình về khui bầu làm đế xuống ha, đế này mình còn khai thác xuống cô chú anh chị. F13 đúng cây trực lắc luôn em ha. Yeah. Rồi hoành tại vị trí cổ rễ này mình đo được là 24 nha cô chú anh chị, rồi mình đo eo cho cô chú tham khảo luôn, eo là 18 ha, eo chỗ này. Rồi. Đó, nhìn kỹ thước giùm ha cô chú anh chị, cao là 15 cm ha, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 600k, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị, mã là F13. 600 thôi em ha. Dạ. Rồi. Rồi mình xin đổi cây luôn rồi. Rồi, tiếp theo mã F14 cô chú anh chị ơi, một phôi trang vàng rất là to nữa ha, cây to già nữa chú ha. Hoành nó là 25 cm nha cô chú anh chị. Đây. Chiều cao là 21 cm. Đó, một phôi trang vàng lá nhỏ nha. Phôi này giao lưu cô chú anh chị mình là 700.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 700k. Rồi. Xin đổi cây nha. Rồi, cô chú anh chị. Luôn em ơi. Rồi tiếp theo là cây mã F15 ha. 15. Cây cũng già cây ha cô chú anh chị, quá già luôn. Đây. Về cô chú anh chị mình có thể cắt lại theo ý thích ha, mình mới dọn sơ thôi. Già nó đen thui luôn cô chú ha, nứt nứt ghê. Rồi hoành ngay đây là 22 cm ha cô chú anh chị, cây này dách đế cũng nở ha cô chú anh chị, cao là 24 cm. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 500k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha.
500 thôi em à. Dạ. F15 nha cô chú anh chị, nhớ mã số dùm shop ha. Rồi, tiếp tục rồi, xin đổi cây. Trang vàng mình tới trang sen mình ha. Tới trang sen nha. Trang sen này mình giao lưu cặp đi. Rồi. Cái này cây nhỏ nhỏ mini mình giao lưu cặp cho nó lạ ha cô chú anh chị. Lô mới luôn em ha. Lô mới về. Cây này thì nó được cái củ. Cái củ nó rất là to cô chú anh chị. Dung lên luôn ha. Dạ. Còn mã số này là F16 nha cô chú anh chị ơi. Chi cành này lượt lại thoải mái nha cô chú. Cô chú anh chị mình về lọc chi cành lại vô tư luôn. Cắt lùng lực gì đó tùy thích ha cô chú anh chị. Cái trang sen này mình giao lưu đồng giá là một cặp 500 ngàn nha cô chú anh chị. Nó mình lựa nó cũng đều vậy đó. Rồi mình đo cái hoành nha. Cái hoành eo cây bên đây là 14. Cái củ này nó rất là to cô chú anh chị. Củ này nó là 32 cm. Rồi. Cái này thì hoành eo nó hơi nhỏ, cây non cái hoành eo nó nhỏ, cái củ bên đây thì được là 28 cm ha cô chú anh chị. Đấy, củ 28 cm. Rồi, trang sen mà nó già thì cái cây này hoành eo nó là 11, trang sen nó già cái thân nó nở lên ha cô chú anh chị, còn cây còn hơi non thì nó chưa có nở được gì mấy. Rồi, 500 nha quý chú, đồng giá ha, trang sen. Rồi, cặp tiếp theo là F17 đó, cũng là hai cây trang sen luôn ha cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao thì mình nó tương đương nhau em ha. Dạ, yeah, chiều cao thì chị nó tầm 18 20 rồi vậy đó anh em ơi. Cắt vừa vừa vậy đó mình chơi cây mini. Anh em có thể về rút lùng lực nữa cũng được. Mà... Rồi, cây bên đây cũ nó là 25. Tay cành rất là nhiều. Eo nó là 13. Cây bên đây cũ là 25 luôn cô chú anh chị ơi. Cái eo cây này lớn, cây này nên được 15 ha. Rồi. Mã F17 ha cô chú anh chị. Chiều cao đo cái cây này nó được là 20. Rồi. Cặp F17 giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là 500 ngàn nha cô chú anh chị. Trang sen đồng giá ha. Rồi. Cặp 500. Cô chú anh chị mình lựa tùy cặp thoải mái ha. Chiều cao mình khỏi đo đi em ơi. Cao nó khoảng từ 15 đến cô 20. Cô chú anh chị mà có chốt nhiều thì có giảm giá luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cặp tiếp theo là cặp F18 ha. Nó cũng hai cây rất là dễ thương. Cao 15 đến 20 ha cô chú. À, cái khác cái hoành cũ với hoành thân chút xíu thôi. Đây. Đó. Lô này nó cũng đồng đều, mình lựa đồng đều dễ bán cho chú anh chị. Cây này là hoành eo này là 15. Chi cành thì dư cắt. Cái cũ này nó được là 35. Cây này cái cũ nó là 26. Rồi. Hoành nó là 13. Đó. Cặp F18 ha, cũng 500 ngàn nha cô chú anh chị, mình lựa tùy thích ha. Chốt chừng 5-10 cặp có giảm giá luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, F18 rồi, xin đổi cây thôi cô chú ơi, hai cây luôn. Giờ cô chú chốt mình về mình để qua Tết mình vô chậu mình sửa cũng được luôn. Cái này nó dễ em ha. F19 dạ luôn. Rồi, cây này mình về mình danh bầu đồ lại hết, mình cắt cành vậy đó rồi mình để là nó phát triển rất là mạnh. Dễ thương. Dạ. Lùng trang sen này nó phát triển rất là mạnh cô chú anh chị ơi. Sen nó sống mọi miền khí hậu của Việt Nam được hết ha, miền Bắc, miền Nam, miền Trung gì cũng được. Rồi, cây này cái cũ nó là 30. Eo trên đây là 10, ngay cái vị trí cổ rễ thì nó được là 16. Cây này cái cũ là 27, hoành tại vị trí này là 13. Mã này F19 nha cô chú anh chị. F19 cũng 500 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, F19 luôn, 500 luôn. Rồi, mình xin đổi cây nha cô chú anh chị. F20 cô chú anh chị ơi, hai cây trang sen ha. Hoành này là 25. Hoành này là 17 nha cô chú anh chị. Cũ 25, hoành eo 17. Cây này cũ 24, hoành eo nó 14 ha. Đó, chiều cao này thì 20 cm. Rồi cặp này là F20. Là giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 500 ngàn. Bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Trang sen. Rồi xin đổi cây. Cô chú anh chị mình xem clip thấy không rõ thì mình có thể mình kết bạn Zalo á cô chú anh chị mình gửi hình lại xem ha. Rồi cặp này là F21 ha, một cặp rất là đều đặn cô chú anh chị. Cốt chi này về cắt rút gì đó theo ý thích ha.
F21. Này cũng mau chơi của chú ha. Cái tàn này thì mình xè ra thôi. Tàn đa đúng không? Chăn sen nó mạnh lắm cô chú anh chị ơi, nuôi rất là nhanh. Cây này hoành tại vị trí cổ rễ là 17 ha cô chú anh chị. Hoành cũ nó được là 27. Cây này hoành cổ rễ nó là 30, cũ nó là 33. Hoành ngay cổ rễ là 15. F21 ha, vô lưu 500.000. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Cô chú anh chị mình xem clip rồi ủng hộ đăng ký kênh luôn ha cô chú anh chị. Rồi. Ủng hộ cây, ủng hộ kênh thì anh em chúng con xin cảm ơn ha. 21 ha. Rồi, mã này là F22. 22. Đó, một cây bên đây rất là đã của chú ha. Như cái búp băng vậy đó. Nó vót. Này mình chơi lùng lửa em ha, cắt mấy cái này lại ha. Lấy cái ngọn nhỏ thôi chú ha. Nhìn thấy mùi kinh. Cô chú anh chị mình về cắt cái lại theo ý thích ha. Cây này không đủ tiền rồi cô chú anh chị ơi. Ui luôn. Cắt xuống ha, bonsai lùng lực như cái búp măng. Rồi cây này cũ nó là 25. Hoành ngay cổ rễ này là 17 nha cô chú anh chị. Có nhiều cây nó nở, cây thì nó cũng chưa có nở gì mấy. Rồi này cũ 23. Eo nó là 13. Mã F22 nha cô chú anh chị. Cũng là 500.000, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi, xin đổi cây. Tiếp tục luôn em ạ. Rồi tiếp theo cặp này là mã F23 cô chú anh chị ạ. Cây này cây cũ rất là to luôn. F23. Cây này eo nó là 12. Cái cũ này là 34 nha cô chú anh chị. Cái hoành ngay cổ rễ này là 15. Đó, cặp này thì cái cũ nó còn sâu dữ ha. Cô chú anh chị mình về khai thác thêm. Rồi cũng 500.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, xin đổi cây luôn. 23. Rồi F24 cô chú anh chị ơi, cũng là một cặp trang sang nữa. Hai cây này cũng rất là dễ thương cô chú ha. Đây, mã số là F24 nha cô chú anh chị. Cây này cũ nó là 30. Hoành này là 14 ha, hoành tại vị trí này 14. Cây này cái cũ cũng 30 luôn cô chú anh chị ơi. Hoành ngay cổ rễ này là 15. Rồi cặp F24 này cũng giao lưu với cô chú anh chị là 500k, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. F24 nha cô chú anh chị. Rồi xin đổi cây. Tiếp tục em ơi. Hàng mới luôn nha. Rồi tiếp theo là cặp F25 ha. Cái này có con cây này dáng siêu siêu ha cô chú anh chị. Cái siêu phong ha. Cái này chân cành nó đóng nhiều lắm cô chú. Đó, đặc biệt cái bên này nó cũng vậy nữa. Chú anh chị mình về cắt tỉa là làm cây đổ thì cũng được cô chú anh chị. Cây này mình cắt cái đỉnh này bỏ ha, lấy cành là dẫn dẫn xuống cây đổ cô chú anh chị. Cây cũng đẹp ha cô chú anh chị. Rồi. Cái này là cũ nó là 27 nha cô chú anh chị. Hoành eo là 15. Rồi cây này cũ cũng 27 luôn cô chú anh chị, hoành eo cũng 15 luôn, hoành eo 14. Cắn thước. Cây trực, cây dáng siêu siêu ha. Cây trực, cây siêu, F25 cũng 500.000. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi xin đổi cây. Rồi, hết trang sen em hả? Dạ, tới trang đỏ nha. Trang đỏ luôn. Trang đỏ mình cũng giao lưu cặp luôn cô chú anh chị ơi. Dạ. Rồi, số cuối năm mình bán rẻ rẻ cặp gì cho cô chú anh chị chơi. F26 nha cô chú anh chị. Mấy cây đỏ thì cái đế nó lớn em ha. Dạ, cộng đế đỏ, to. Đế đẹp. Cây này hoành nó là 17. Đế rất to cô chú anh chị, đế 40. Cây này hoành nó là 15. Củ đế 33. Đó, giao lưu với cô chú anh chị cũng 500.000 cô chú anh chị ơi. 500 luôn em à. Dạ, này bán giá cũng cực rẻ cho cô chú anh chị mình luôn. Bán đầu tháng cái lấy lọc cho nó có hàng đi ha cô chú anh chị mình, nhanh tay chốt nha. Rồi, 500 nhanh tay còn mà chậm tay cũng còn luôn. Rồi.
Rồi tiếp theo là mã số F27, hai cây dáng chực, chực cũng rất là đẹp ha. F27 cũng 500 luôn cô chú anh chị. Đồng giá hết luôn cô chú ha. Một tờ polymer thôi, mệnh giá 500.000. Bao phí ship tới vườn cho cô chú anh chị chơi. Rồi, hoành cây này là 17 nha cô chú anh chị. Tại vị trí cô rễ nó là 17. Cây bên đây hoành là 15. Chiều cao nó là 19 ha. Đế cũng đẹp ha cô chú anh chị ơi. Đó, cặp này cũng 500.000. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Trang đỏ lá nhỏ F27. Rồi, xin đổi cây. Rồi tiếp theo cặp F28 nha cô chú anh chị. Hai cây này cái đế nó giống giống nhau luôn ha. Cây bên đây đế đẹp nè cô chú. Dạ. F28. Cho nó ha. $500k mình có hai cây bonsai mình chơi tùy thích. Cô chú anh chị mình mới tập chơi mua mấy cây này chơi khỏi sợ luôn. Hoành eo là 14 nha cô chú anh chị. Cái cũ nó là 40. Bên đây hoành eo là 15. Cũ là 35. F28 500.000. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Xin đổi cây. Rồi tiếp tục luôn. F29 cô chú anh chị ơi, cũng là một cặp nữa. Hai cây lùng lực. Hai cây lùng lực ha. Cốc cành nó cũng luôn. có phần tương đối giống nhau. F29. Này hoành cổ rễ nó là 14 nha cô chú anh chị ơi. Rồi, cây này thì hoành nó 14 luôn, hai cây hoành 14 nhưng mà đế chảy ha, củ nở to ha cô chú anh chị ơi. Rồi. Hai cây này chắc nó cao 13 14 cm nha cô chú anh chị, mã số F29. Rồi, xin đổi cây luôn cô chú anh chị. Rồi, tiếp tục vô em ơi. Rồi, tiếp theo là cuối cùng ha. F30 và dạ, cuối cùng của cái clip hôm nay. Cũng là hai cây trang đỏ luôn. Cây bên đó mình mua một cây một là đủ tiền. Chú hai cây này hai cây đẹp không? Này, cây này có đế mà đế nó nổi lên luôn. Với cây này đế cũng chảy nữa nè. Mấy cây này về gút đế ép chậu mỏng rồi cũng rất là đẹp của chú anh chị. Cây mà có đế thì mình chơi lên cây bonsai nó mới đẹp. Ồ cây này hoành tại vị trí cổ rễ là 18 nha cô chú anh chị. Đế nôm sợ. Cây này thì hoành là 16. Rồi. Hai cây này đế đẹp. Cao là 20 cm. Rồi mã F30 vô lưu cô chú anh chị mình cũng là 500k. Bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Thì được. Cặp này cũng là cặp cuối của clip hôm nay cô chú anh chị ơi. Thì cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ha. Thì xin chào hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong các clip tiếp theo. Rồi. Xin chào. Chào nhà luôn ha. Con kính chào cô chú yêu mến, nhớ ủng hộ nhà vườn ha cô chú, cũng như là đăng ký kênh, ủng hộ kênh để theo dõi nhiều hơn những cái clip của các anh em nhà vườn. Con xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú.